mật thám đông tây chúa giờ chữ khá chúa ra ai nghịch mạng chém đó làm lên từ phụ tướng chia tài quan ngại ra biên thủy từ giặc ngoài
tôi. Giang ra, Giang ra cho đi tìm bà tôi. Ba. Thế nữ. Ba. Thế nữ. Thế nữ, nét mặt con kinh hãi, dường như chuyện không may. Thế nữ, con bình tĩnh lại, con tìm bà của con. Mà bà của con là ai, tên họ là chi, con hãy nói cho ta đây được rõ. Bà của con, bà của con là Bạch Xuân Liên Võ Tràng. Té ra con thế nữ này nó mê sẵn rồi đây mà. Thế nữ, con hãy nhìn cho kỹ, Bạch Võ Tràng là bà, mà Bạch Xuân Liên cũng là bà. Vậy chứ con tìm bà có việc chi cứ nói. Phải rồi, bà ơi, con là thế nữ, tỷ tấm của Nam Bình Hầu Triệu Hổ. Nam Bình Hầu Triệu Hổ, phu quân của ta thế nào? Nói cho ta nghe. Bà ơi, quả đâu đưa đến gia phả nhà ta. Trên thánh hoàng truy tử thẩm đá hạ lên chả. Thẩm đa hạ lệnh trảm Nam Bình Hầu Triệu Hổ. We'll be right back.
Xoay chính sông hoa vui.